Tôi tên là Võ Văn Rạng, sinh năm 1960. Tôi làm nghề đóng sách này cũng mấy chục năm rồi. Chứ đến giờ tôi tặng mấy đóng sách không à. Tại tôi qua mấy xí nghiệp in á, xin việc làm cho người ta mình làm gia công cho người ta, làm mấy toàn là nghề đóng sách không. Hồi xưa có 10 cơ sở hợp tác xã đóng sách á. Bây giờ họ nghỉ bớt, nghỉ chơi nè. Còn mình tôi giữ cái này lại thôi để chơi sách cũ nè. Bây giờ cũng đóng đóng sách nè. Tôi là mình là làm từ từ, mình có gia công sách cho mấy người bán sách hư á, sách cũ hư cho mình lấy về họ đưa mình gia công đóng lại. Nghe đóng sách cũ ấy, thì khoảng tình tổng tài khoảng 90 vậy về trước, khoảng 80-90 á là thịnh lắm. Lúc mà sách dở người ta bán nhiều, có nhiều lắm. Rồi mà 90 giờ sau này thì tại vì internet qua nhiều quá đó, cái sách cũ sách dở bây giờ người ta coi sách báo trên mạng rồi, là nó hạn chế là người làm sách lại. Thì sách cũ thì nó rách, xuất chỉ hư bìa, mình sắp xếp ra mình tháo thì từ tép mình xử lý nó lại, xong mình dán xong rồi mình sắp xếp cho nó gọn gàng, mình may sách bìa cũ mình giữ bìa lại, mình làm cho nhiều vợ giữ lại. Những cuốn sách cũ thì nhiều cái xưa lắm rồi, rất là xưa, cả chục năm cả trăm năm có, thành ra mình phải cẩn thận mà từng trang giấy làm cách như là nó muốn cắt rồi nó nát rồi đó. Mình phải cẩn thận, mình tháo từ tép ra, mình đừng cho nó gãy nhiều, mình đừng có hư nhiều. Mình mới cái tháo công đoạn là tháo sách là gắt lắm, khó lắm, phải cẩn thận đó. Thì mình chắc là 5 năm công đoạn mình tháo sách là hết, sách cũ mình tháo là hết, bắt đầu mình dán lại, xong rồi sắp xếp mình mới may nó lại, may là mình làm bìa xong mình ráp vô lại, khoảng 5 công đoạn. Thì sách mấy người đóng sách cũ họ giữ lại, nhưng mà họ quý sách đó, đa số là mình lớn tuổi không à, đã rất là quý sách, khoảng 60-70 đã sách hư, sách của ông bà cha mẹ để lại hư, người ta mới sửa lại để dành coi cho con cháu sao coi. Đa số người lớn tuổi mới sửa sách cũ, nghề đóng nghề nào cũng vậy, phải cẩn thận nhẫn nại. Sách cũ mà cứ bị lộn trang lộn số, mình đóng sách mình tháo về trang mình coi cái sắp xếp lại, mình coi cho số thứ tự của nó để cho nó không bị lộn, cẩn thận chút thôi. Cũng tùy 50-150 tùy cũng vậy, mỏng hư nhiều hơn ít, 50-100-200 cũng có nữa, tại hư nhiều hơn ít đó, theo tùy cuốn à, nó dày mỏng khác nhau, hư nhiều hơn ít khác nhau nè, đó cỡ lớn không nhập tùy cuốn, giá cả nó không ổn định được, mình coi sách mình định giá được. Đó, nhiều cuốn sách xưa 1877 nhưng đồ nghề của mình là đóng sách này, như phải có kim chỉ mấy cắt giấy đó, giờ dao kéo như bây giờ thôi, hồ mối mọt ăn nhiều quá thì mình cắt bớt cái sạch sẽ lại, hai mối mọt nó bị ăn cái này ăn gì mình cắt nó sạch lại cho nên không bị mối mọt tiếp được. Cái mình thích giữ sách biến sách hay mình khoái rằng để mình có những cái sách mình để mình đọc, khi mình sách cũ người ta hư người ta qua cho mình mượn để mình đóng mình mở thì test mình coi mình đọc được thêm đọc sách được nhiều kiến thức mình thêm được chút vậy. Nhiều sách gì ấn tượng như là mấy người nước ngoài, ông Pháp, ông Anh, Mỹ cũng lần đóng thêm đóng sách, ông cũng thích, ông đưa từ điển nào cho mình sửa, ông cũng hay, ông là mình nghĩ là cũng hay. Vì khi mướn nhà gần đây nè, đóng sách thay mình làm sách hết, ông định từ điển lại đưa mình làm sửa lại, ông khoái, ông thích. Nhật cũng đóng mình á, Nhật Pháp cũng lại đóng cũng vui lắm, cái anh đang cái quý sách mình giữ lại đó. Mình cũng tính ra dành mấy con cháu mình á, chính trị vô tụi làm mà cái tụi nó thấy tỉ mỉ rồi tụi nó không thích, bây giờ cái tụi thấy làm cái nghề mới đi tính gì làm lẹ hơn, là tụi nó không giải thích lắm, mình ngó làm mình biết liền rồi. Đó, mình cũng muốn chỉ cho nó chứ nó không thích.